Quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 14 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, dự báo trong đêm nay và ngày mai ở các tỉnh miền Bắc trời vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi ở khu vực vùng núi. Nền nhiệt thấp nhất về đêm ở vùng núi Trung Du sẽ tăng lên mức từ 19 đến 21 độ. Còn ở khu vực đồng bằng, nhiệt độ sẽ duy trì trong khoảng từ 22 đến 23 độ. Sáng đến ngày mai, miền Bắc sẽ trở lại với thời tiết nắng ráo. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phố Bắc Bộ sẽ tăng lên mức từ 29 đến 32 độ. Trong những ngày cuối tuần này thì khu vực Bắc Bộ sẽ bước vào một đợt mưa mới. Nhiều nơi ở Bắc Bộ trời sẽ chuyển lạnh. Ở miền Trung, trong đêm nay và sáng mai, nền nhiệt thấp nhất ở tất cả các thành phố miền Trung đều ở mức từ 23 đến 24 độ. Sáng đến ngày mai, miền Trung sẽ lại có nắng từ sớm nên nhiệt độ ở mức cao từ 32 đến 34 độ. Riêng ở một số nơi vùng núi phía Tây như Hậu Xuân, Tương Dương, Hương Khê sẽ xảy ra tình trạng nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35 cho đến 36 độ. Lưu xuống phía Nam, từ ngày mai, gió Tây Nam bắt đầu hoạt động mạnh trở lại. Đến chiều và tối mai, trên cả hai khu vực đều xuất hiện có mưa rào và dông ở mức rải rác. Mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở vùng cao Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ có mức nhiệt từ 32 đến 35 độ. Trên biển, ở hầu khắp các vùng biển nước ta đều có chung tình trạng thời tiết tốt. Ở khu vực phía bắc của Biển Đông, vùng biển Huyện Đảo Hoàng Sa có gió hướng Tây Bắc đến Tây với cường độ yếu là cấp 3 đến cấp 4. Với khu vực giữa và Nam Biển Đông, trong đó có vùng biển Huyện Đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa giảm thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh ở cấp 6 đến cấp 7 nên người dân cần hết sức lưu ý.